Đây là một buổi livestream bán hàng của anh Nguyễn Văn Quyền. Có thể thấy cách quảng bá giới thiệu sản phẩm rất chuyên nghiệp. Hình thức bán hàng này đã được gia đình anh duy trì từ vài năm trở lại đây. Trước đây mình bán mặt bằng thì có thể là các con buôn bên Trung Quốc sang các cơ sở gần anh em chú bác từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương họ qua nhiều. Nhưng mà chỉ được bao quát vài ba tỉnh gần đây thôi. Nhưng mà từ ngày có cái nền tảng công nghệ đến giờ thì anh em bán từ trong nước đến ngoài nước, từ Cà Mau đến Kiên Giang, thậm chí Kiên Giang ngoài Phú Quốc cũng bán được rất là nhiều. Lợi thế bây giờ mình tiếp cận được khách hàng gần như là toàn quốc luôn đấy. Cũng tận dụng lợi thế của thời đại công nghệ số 4.0, gia đình anh Nguyễn Đình Đức đã chuyển sang kinh doanh online các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Hàng ngày, anh và các nhân viên sẽ livestream bán hàng trực tiếp trên các nền tảng TikTok, Facebook với lượng người xem lên đến hàng nghìn người vào các khung giờ cố định. Hiệu quả cao hơn là bán truyền thống rất là nhiều. Mình tối ưu được chi phí bán hàng cũng như là mặt bằng và vận chuyển, nên là mình sẽ đưa đến khách hàng những cái sản phẩm với giá thành là phải chăng nhất, nên là lượng hàng bán được rất là tốt. Năm 2018, làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong được công nhận làng nghề. Năm 2020, xã Hòa Phong đã về đích nông thôn mới nâng cao. Hiện toàn xã có 7/7 làng nghề mộc mỹ nghệ và dân dụng, với 1.700 hộ dân làm nghề, tập trung nhiều nhất ở thôn Vân Dương và thôn Hòa Đam. Đa phần các hộ sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tại làng nghề đều chú trọng đầu tư máy móc, công nghệ trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tích cực ứng dụng công nghệ số trong quảng bá bán hàng để thúc đẩy doanh thu cũng như thương hiệu làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong. Chỉ cần một địa điểm nhỏ và một không gian sạch sẽ là người dân có thể là kiếm được tiền và mang về thu nhập cho người dân Hòa Phong chúng tôi rất nhiều. Những năm tới đây, Hòa Phong chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư các cơ sở vật chất để làm sao nâng cao cái cơ sở để làm sao để người dân tiếp cận được cái chuyển đổi số. Sau đó thì tuyên truyền nhận thức đối với người dân tiếp tục sử dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế và phát triển đời sống xã hội.